không sống nổi trên trái đất này. Không sao hết, vẫn còn một niềm hy vọng cuối cùng. Tôi không hy vọng gì nữa. Chúng ta phải chiến đấu tôi ạ. Biết đâu chỉ có mỗi một bé mà bé này mà tài năng mà được mà bầu chọn nhiều nhất mình vẫn thắng tôi ạ. Đúng rồi, phút 90 còn chưa biết. Nhưng mà em chỉ muốn nói này cho mọi người hiểu, thực sự là em và anh Xin là cũng anh em là cũng dự tính trong đầu thôi. Chúng tôi hiểu hết. Cũng là vòng từ 1 cho tới 4 là anh em cũng chơi cho vui. Ủa? Còn cho vui. Đến vòng thứ 5 là hết vui rồi. Ủa chứ không phải là em ngồi cả anh Xin hả? Ngay là em chung với Lập hả? Chả hiểu. Ủa? Gì cả. Vậy em à. Vậy là anh em mình thua chắc rồi. Chơi gì nữa đi về. Anh tới đây anh cũng đâu nghĩ mình thắng đâu. Nhờ câu nói này của em, Lập em qua đây đi. Lập, trời ơi, nhờ câu nói này của em anh mới qua đây với em. Tại anh không giờ thắng hết trơn á. Anh em mình sinh ra cho nhau rồi hắc mặt vô thường. Muốn cái gì nữa? Chả muốn gì. Thằng bé nó bị ép mà nó hoang mang luôn. Nó cảm thấy nó không có nhân quyền nữa. Nó ngồi mà ai áp đặt nó làm gì làm á. Em dễ mà, em đội nào cũng được. Đây là lần thứ hai Harry quay lại với dòng ái dòng ai đúng không? Dạ đúng rồi. Lần trước thì em đội Trường Giang. Dạ. À, lần này em có nghĩ rằng em muốn thay đổi phong thủy không? Em sẽ nhường cho Tú trước. Đây là lần thứ hai Tú cũng trở lại với chương trình dòng ái dòng ai. Dạ đúng rồi. Lần trước em ngồi với ai? Em ngồi với cả anh Xìn. Lần đó thắng hay thua em? Em thắng giòn giã. Thắng giòn giã. Tú cho càng ngày em càng duyên rồi Tú. Em biết Diệu Nhi không? Dạ em biết. À, anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó, đó. Thành ra là một khi em cũng rối đầu, rối tóc này kia, bù đầu, bù cổ, phải không dạ, em? Dạ, thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. À? Người đó là ai ạ? À? Là ai ạ? À? Cũng ngồi với đội của Thành đó. Diệu Di là do em nó cãi anh, em hiểu không? Anh nó biết nó là bồ của ai mà nó hư thiệt hư, nó không nghe lời ai. Ghét nhỏ. Thì cũng cần phải coi là cái phong thủy của cái mùa này nó như thế nào nha. Vì khi mùa trước bên đây là ta may mắn đúng không? Em suy nghĩ lại đi. Em muốn về đội anh Thành hay anh Giang nào? Dạ, em về với đội anh Giang. Bé dễ dụ mới nói con cái đổi kèo liền. Hôm nay là em theo style là Mickey. Người ta gọi đây là size trẻ trâu. Đúng, đúng. Hình tượng này thì hai anh thấy như thế nào ạ? À, nói chung là nó cũng hợp với em lắm ha. Dạ vâng, em biết. Đây là hai tòa lâu đài thêm rèm cửa nè. Trời đất ơi, tuyệt vời. Học đâu không học, Diệu Nhi, đứa em gái của tôi. Trời ơi, làm tóc giống Diệu Nhi ghê, không biết thì... rồi. Tại sao ngày hôm nay em lại để cái mái tóc như thế này? Ai biết. Là tại vì khách mời ngày hôm nay rất đẹp trai. Và cái mái tóc này như thế nào? Cái mái tóc này gần giống với lại người yêu của anh ấy. Wow. Wow. Em biết là sẽ tạo được ấn tượng với anh ấy. Người yêu của Diệu Nhi là anh Đức mà. Đó là người yêu cũ thôi anh ơi. Anh Đức là người yêu cũ. Còn bây giờ người yêu mà đương nhiệm nè. Người yêu đương nhiệm. Trời đất ơi. Là anh. Xin mời ca sĩ Anh Tú và diễn viên Quỳnh Lâm. Diệu Nhi không thích điều này. Ủa? Ủa ra rồi. Ủa kỳ vậy. Ờ đó em đang bị hoang mang ra rồi. Ủa giới thiệu cũng hai tên cùng ra mà sao tự nhiên em nằm ở ngoài rìa xã hội vậy? Chào chứ lo bạn bè. Tự nhiên chụp nó này. Cái thằng này kìa. Sam chụp em chứ em đâu chụp Sam đâu. Listen to my heart. Sam ơi, chủ động nắm tay em Sam, giữ tự trọng. Một người ra người ta lịch sự thì không hề giới thiệu gì đó đói hoài với người ta để giới thiệu người ta đi. Tú ơi, ngày hôm nay em thấy phong cách của chị như thế nào? Trời ơi, đó có phải gọi là đẩy đưa không vậy? Thực sự thì ngay từ lúc mà đứng trong kia em nhìn chị là em đã thấy bị sợ. Vừa lắm. Cho vừa làm mái rồi Mickey đồ.
Tại vì em biết là hôm nay quay chung với Tú nhỏ hơn em, cho nên là em cố tình là làm cho trẻ như vậy mà. Chính vì vậy mà em sợ, đừng gắng làm nữa. Chưa. Anh Thành kinh nghiệm làm MC những trường hợp mà bị khách mời ta sỉ vả và phải qua khách mời khác liền để tránh tổn thương thêm. Bởi nè, Lập nè. Chị đi đóng phim hoạt hình đi. Em nhìn chị giống con Salomon á. Thủy thủ mặt trăng á hả? Thủy thủ mặt trăng á. Cái này mà mặt trăng gì được? Gì anh? Cái này thủy thủ mặt trận. Cái đáng yêu lắm mà mọi người không cảm thấy em đáng yêu hả? Nếu mọi người đã không thưởng thức được nét đẹp ngày hôm nay của em. Trời, không ai chịu nổi đâu chị ạ. Mình tiếp thẳng vấn đề đi. Riêng về phần võ nhà là loại bỏ liền. Kỳ cục nhất mà lại đọc cái nhóm 7 cô ba Long An chơi võ nhạc. Chỉ loại trừ cái đáp án võ nhạc ra thì em nghĩ là 4 đáp án còn lại đáp án nào cũng có khả năng hết. Cái nhóm này thế nào nó cũng là nằm trong mà cái phạm vi là sport. Em thấy là thể dục nhịp điệu. Mấy thường là mấy bé nào còn tới tuổi này là ba mẹ hay cho hay đi học thể dục nhịp điệu lắm. Không, nếu mà anh này diễn xuất cũng có khả năng nha, này là đủ người thành viên làm tại một kịch nhỏ. Tên nhóm là cô ba. Tại vì hồi nãy em thấy các bé quay hay kiểu MV đó, các bé cái mặt hơi sượng sượng chứ chưa có linh hoạt lắm. Bây giờ thế này, hai bên mình cũng chia khu vực ra mà quản nhá. Như vậy thì địa bàn chia ra tiếp nào. Chúng ta là phải chia địa bàn rồi. Vậy chốt đáp án là hiền đệ. Đây là cơ hội cuối cùng để đệ chứng minh rằng là đệ không có suối quẩy. Nghe thôi. Nhảy dây nhóm đó. Cái môn nhảy dây hay mình chọn thể dục được không? Ok, vẫn phải nghe thôi, thể dục nhịp điệu. Đó, trong nhóm mà có tiếng nói gì đâu. Anh Thành, anh hỏi người ta đã mà không tôn trọng gì hết trơn. Rồi, chú ba, tôi theo chú. Giờ bây giờ mới thấy khổ lắm anh ơi, nãy giờ ngồi kể nào là bạn thân Run Huy Trần, bạn thân Khánh Thi. Trước mặt bé. Các chú chỉ đùa với nhau thôi cháu nhé. Đùa vui thôi con ạ. Thành ơi, hay là bây giờ em sửa được không Thành? Thay vì hai cái thằng thì em nói luôn ba cái thằng cũng được. Không, chỉ có hai thôi. Bỏ đi anh Nghĩa. Dạ. Yeah. Cái này đang nếu mà nói ba phải nói vậy nè. Hai cái thằng đẹp mà sao ba nó xấu dữ vậy? Có ba trong đó. À, Vinh ơi. Dạ. Tại sao con đẹp như vậy? Dạ, con đẹp là một phần là con giống ba Tiến Luật và con giống mẹ Thu Trang á. Đừng đứng đi. Xạo xử. Cái thằng này ngang là nó xạo lắm á. Nó vô và chưa gì là nó mồm miệng rồi đó. Tú ơi, tại sao Tú lại đẹp như vậy? Nói cho đúng nha, mày hay qua nhà tao ăn cơm đó. Sao Tú? Không lẽ bây giờ nhờ ăn cơm nhà Thu Trang mà em đẹp sao Tú? Tụi em bị cái gì vậy? Hả? Tụi em bị thế lực gì kìm hãm tụi em lại để phải nói là những lời đó? Em chưa có trả lời. Ok, mời nói em. Nói đi. Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo nó phải có căn nha. Xạo mà không có căn cứ gì tao tán rớt mất kiếm nha. Tú. Anh với Trấn Thành đâu có lấy nhau được. Nội mà vô mà đeo cái mắt kiếng mà Trường quay là tôi thấy sai rồi. Không sao. Có thấy đường đi không? Thời trang của ta vậy mà. Chọn người ta đi hát đúng hay hát trật. Mà đeo cái mắt kiếng là mờ con mắt là thấy cái gì nữa mà chọn. Đúng chưa? Lát em chọn em. Làm thêm sai chưa? Không có sao hết trơn em ơi. Mình đẹp mình có quyền. Xin nó cũng có cái mắt kiếng nó gắn xong. Nhưng mà nó thông minh, nó để ra ngàn sau cái mẫu ác của nó. Ủa mà dạng chi cho nó mệt vậy? Đẹp có quyền. Dạ đúng rồi, mẹ con nói là đẹp có quyền. Trời đất ơi. Mẹ con. Gin là thân với Thu Trang, còn Tú là thân với Tiến Luật. Tôi thấy ăn dầm nằm về với Tiến Luật. Ăn nằm chung rồi á hả, ăn ngồi chung, ăn hát đứng chung. Hát hò quay clip rồi ngồi xoa đầu hói nữa. Có xoa cái đầu hói nè. Trời ơi. Em ơi sao em dại dột vậy, em xem dám làm cái chuyện đó xoa cái đầu hói. Ê nó biết trước nha, bệnh hói nó cũng lây đó nha cưng. Ủa vậy hả? Xoa hơi bị lây đó. Bé không biết sao mà mê Tiến Luật dễ sợ. Tôi không biết là thời gian nữa Thu Trang có giữ được chồng hay không. Thôi bây giờ vậy, mời hai em nha, cũng đều là những người quen biết cả. Hãy chọn đi, các em muốn về đội nhà ai nè. Chị không cần em đâu Kim.
Từ đầu tới giờ em không hề để ý gì đến chị hết, em chỉ hướng về mẹ của em. Phải, em mẹ mẹ ta tao hướng về chứ tao hướng về bà. Mà nói chuyện nghe nghe ngược à. Đó, bởi vậy đó, anh hỏi vậy đó, anh nói vậy đó, hỏi sao nhà không bỏ rơi. Không, ơi, số này Tú với Ghiên về luôn đội này được không? Tại vì thật sự, không, đây thật sự là trong phim là Ghiên đóng vai mẹ con với là Trang. Còn bên ngoài là Tú cũng kêu Trang với Luật bằng ba má luôn. Trời đất ơi, sao em đẻ nhiều vậy hả Trang? Bây giờ này này, riêng cái số này tôi ý kiến vậy được không nè? Thu Trang qua đi ngồi, để hai đứa đẹp ngồi bên kia luôn. Rồi, hai đứa đẹp ngồi kia thì dìm Thành xuống sao? Đúng rồi. Ê, nói gì, gì tôi tệ lắm hả trời? Ê, cái gì vậy? Không, em không có tệ, em không có tệ. Nhưng mà hai đứa nó đẹp quá, mình không có phủ nhận được em ơi. Nó đẹp là chuyện của nó, nó đẹp nhưng em độc, ok? Rồi vậy hả? Các bạn nên nhớ, nét đẹp nằm ở trong tâm hồn, chứ không phải là bề ngoài. Nhan sắc không phải là tất cả. Đúng. Thời gian sẽ làm nét đẹp lu mờ, nhưng tâm hồn nếu giữ đúng thì càng ngày càng tươi sáng. Hãy nhìn đi, ngày xưa đẹp biết bao nhiêu. Không, em thấy là bây giờ chị Ốc vẫn đẹp mà. Em nói đúng, chị nghĩ là chị nên tự tin với bản thân mình đúng không? Còn anh à, em nghĩ rằng anh nói đúng luôn. Đời bởi vì đi. Cái gì cũng có thể thay đổi trừ chiều cao của anh. Đúng.